Xin cảm ơn và vô cùng trân quý quý cô chú anh chị mình. Và ngày hôm nay một cột mốc mới tại Hoa Lan Di Phong nữa. Kênh TikTok của Hoa Lan Di Phong vượt 30.000 lượt đăng ký. Hôm nay là 30,8.000 người đăng ký tại kênh TikTok. Và cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ kênh TikTok của Hoa Lan Di Phong nói riêng và tất cả các kênh bán hàng của Hoa Lan Di Phong nói chung rất là nhiều. Và để tri ân của chú anh chị mình đợt này thì Hoa Lan Di Phong sẽ xuất bán những cái chậu vàng đỏ. Thường thường em bán một cốc lẹt xẹt nhiều như vậy là 150.000 đồng. Tuy nhiên ngày hôm nay hai chậu anh nha, từ chai mô vàng đỏ Thái Lan lúc trước em bán 1,5 triệu á, hai chậu như vậy ngày hôm nay cao hơn một gang tay em, lá siêu sọc như vậy với mức giá 180.000 đồng, bao ship nhanh trên toàn quốc. Và những cái lô này anh chị thấy không, đây là một trong những cái lô rất phù hợp với anh chị. Thứ nhất bởi vì đây là đợt tri ân lớn của bên em về TikTok. Thứ hai nữa, cái nguồn gốc cây á, là nguồn chuẩn cây đúng với cây vàng đỏ 5% của Thái Lan và tỷ lệ sổ chớp cực kỳ cao. Hoa bình thường là màu đỏ nhưng mà đối với những cái dòng này cây cao to mà em tuyển chọn giống như cái chậu này chẳng hạn, anh nha, nó sọc rất là nhiều trên này thì tỷ lệ á, ra vàng đỏ lộn xộn hoặc tỷ lệ chớp sẽ cao hơn rất nhiều. Những chậu cao to tầm khoảng 1 tới 2 tháng nữa sẽ nhú vòi hoa, hai chậu một cặp như vậy với mức giá 180.000 đồng. Ngoài việc bao ship ra, em sẽ tặng cho anh chị thêm một cái gói kích hoa để cho anh chị về anh chị kích. Anh chị thấy trồng một lô không? Và em sẽ tuyển chọn những cây cao to khỏe đẹp như vậy để gửi đến anh chị. Và hiện tại một cặp vàng đỏ với mức giá 180.000 này đang rất là bùng nổ đơn hàng tại TikTok của Hoa Lan Di Phong. Anh chị có thể theo dõi nha. Đặt hàng anh chị cứ nói là một cặp vàng đỏ 5% của Thái Lan, kèm theo số điện thoại bên em sẽ liên hệ gửi hàng cho anh chị nha.